Trần Lĩnh ô tô Phú Cường xin kính chào toàn bộ quý khách hàng. Và bên cạnh Lĩnh đây là chiếc xe tải HRM T20, một chiếc xe rất là nổi bật của thị trường Việt Nam. Hôm nay Lĩnh sẽ giới thiệu với quý khách hàng, đây là con xe giá khá là mềm và được chất lượng rất là cao luôn. Xe tải HRM T20 930kg, thiết kế rất là tinh xảo, rất là đẹp, cực kỳ luôn. 930kg chở hàng cho quý khách hàng. Với kích thước thùng hàng dài lọt lòng là 2m69. Đây, chúng ta có thể là vách ngoài làm được vách bằng inox không quý khách hàng. Chiều dài là 2m69, chiều ngang là được 1m43. Đây, chiều ngang 1m43 và chiều cao 1m42. Trên này có kèo nữa quý khách hàng, có kèo mà hiện tại đã gỡ ra để trong rồi quý khách hàng. Đây là phần bên trong của thùng xe. Với chiếc HRM thùng dài 2m69 này chúng ta chỉ mở được cửa sau ha. Ngoài ra nếu quý khách hàng có nhu cầu mở thùng cánh dơi thì bên ô tô Phú Cường sẽ hỗ trợ cho quý khách hàng luôn. HRM thùng bạc cánh dơi cho quý khách hàng một lựa chọn để quý khách hàng có thể bán hàng lưu động. Phần đầu xe thiết kế rất là đẹp luôn với logo HRM màu đỏ tươi. Hệ thống đèn chiếu sáng halogen, đèn xenon cùng với đèn sương mù. Xe thì được sơn màu xanh và màu trắng là hai màu tiêu chuẩn. Ngoài ra thì xe sẽ được sơn màu theo yêu cầu của quý khách hàng. Một chiếc xe tải phân khúc dưới 1 tấn, vô cùng nhỏ và xinh, rất là chất lượng luôn. Xe đi cỡ lốp trước là lốp Kosumina với kích thước lốp là 5.5R13 với mâm HRM. Bánh sau với gai ngang đồng lốp với bánh trước nên phía sau chúng ta chỉ có mũ lốp xe cua. Xe thiết kế nội thất chỉ hai chỗ ngồi và ghế chúng ta đã được bọc simili khá là chất lượng. Với vô lăng 4 chấu có hai còi, hai bên logo HRM. Nội thất khá là bắt mắt với đây chúng ta có thể có cái đồng hồ thiết kế khá là đẹp và xinh xắn. Cùng với đó xe chúng ta trang bị sẵn cho chúng ta máy lạnh, máy quạt rất là mát mẻ. Đồng thời trang bị luôn cho chúng ta một cái màn hình MP5, chúng ta có thể xem FM, cái nó Bluetooth nghe nhạc rất là tiện lợi luôn. Bên cạnh có những cái hộc chứa đồ, chúng ta rất là gọn gàng. Cần số chúng ta là đi 5 số tiến và 1 số lùi và dưới cần số là chúng ta có cái hộc để chứa nước ha. À, tuyệt vời, với một chiếc xe tải nhỏ dưới 1 tấn. Rất là êm, khi mà chạy xe là rất là êm, rất là lướt luôn quý khách hàng. Xe tải van HRM T20 với động cơ công nghệ Italia được bảo hành lên đến 5 năm hoặc 150.000 km. Và đồng thời đây là một chiếc xe phải nói là rất khỏe, với máy của nó là 1.5 luôn, bảo hành 5 năm cho chúng ta. Giá rất là mềm, hiện tại với con xe này chỉ có giá là 212 triệu là quý khách hàng đã sở hữu được một chiếc xe tải HRM bảo hành 5 năm. Xe khá là đẹp và thùng hàng dài 2m7. Đồng thời bên Lĩnh có hỗ trợ trả trước với tỷ lệ vay lên đến 80%. Quý khách hàng chỉ cần trả trước từ 45 triệu trở lên là đã nhận được một chiếc xe HRM T20 như ý, với phiên bản thùng bạc, thùng lửng và thùng kính đầy đủ. Đặc biệt dòng xe này với nước sơn theo hai màu là màu xanh và màu trắng là chủ đạo, còn có thể sơn theo yêu cầu. Quý khách hàng có nhu cầu về xe hãy liên hệ cho Lĩnh qua số 0901 494 222. Trần Lĩnh, trưởng phòng kinh doanh tại công ty ô tô Phú Cường, xin chân thành cảm ơn.